Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tạo một cái phần gọi là fill region, nó tương tự như tạo hex trong AutoCAD, và một phần nữa là tạo cái masking region, mục đích là để che đi một phần nào đó trong cái view của các bạn. Thì cái masking region thì tương tự như cái thằng này các bạn thấy ở đây. Các bạn thấy mình tạo ra một cái phần đường zích zắc như thế này và nó che đi một phần bên dưới nó đấy, các bạn thấy là kích ra ngoài nó che đi phần mà bên này, thì chúng ta sẽ tạo ra cái này như thế nào. Và một phần nữa là mình tạo cái fill region, tức là tạo cái vùng hex trong Revit như nào, thì tất cả cái thằng này nó đều thuộc đối tượng 2D thôi. Ở đây các bạn trong tab annotate thì các bạn thấy là trong cái panel detail nó có một lựa chọn gọi là region. Khi các bạn kích vào đây, chúng ta có hai lựa chọn fill region và masking region. Chúng ta kích vào masking region thì nó hiện trong chế độ sketch mode như thế này, để cho phép các bạn vẽ cái vùng mà các bạn muốn ẩn cái phần đối tượng của các bạn đi, bằng cách là vẽ một cái vùng che che cái đối tượng mà các bạn cần ẩn đi. Rồi chúng ta ở đây mình sẽ ví dụ mình chọn cái pick line này, sau đó mình sẽ pick vào một số các cái đường để mình che nó đi. Các bạn có thể chọn cái đường ở đây, loại đường ở đây, mình ví dụ mình để mặc định là thin line. Ok, rồi một đường nữa ví dụ mình chọn là invisible là thằng này. Ok, rồi mình chọn là thin line. Rồi mình kích vào đường thẳng, mình vẽ một cái đường thẳng lên đây. Sau đó mình dùng lệnh stream cắt cắt cắt. Rồi ok. Bây giờ sau khi mình tạo xong cái vùng để che đối tượng thì mình kích vào finish. Đó, các bạn thấy nó che đi hết các đối tượng ở bên dưới này. À, bây giờ mình muốn cho nó xuống bên dưới để hiện các cái detail component lên, thì bạn kích vào nó, các bạn kích send to back. Đấy, bạn thấy là nó sẽ hiện các cái detail component lên và nó che đi các cái thằng khác. Nó che đi các thằng nằm trong cái bên trong của cái vùng masking mà mình vừa vẽ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi vẽ một cái nữa để làm ví dụ cho các bạn biết về phần hack. Rồi bây giờ mình sẽ kích vào đây, mình kích vào fill region. Rồi bây giờ mình đi vẽ vùng hex, bạn kích pick line, pick pick, rồi mình pick pick. Ok, rồi mình đi mình trim cái này lại, trim 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 chim 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 chim. Ok, mình tạo được một vùng khép kín như thế này rồi thì mình kích finish. Đó, các bạn thấy tạo ra cái vùng như thế này. Bây giờ mình kích vào đây, các bạn thấy nó là hack sọc này, các bạn thay đổi hack này bằng cách kích vào đây thì ở đây nó có một số các hack như thế này cho chúng ta chọn. Bây giờ mình không muốn thế, mình kích vào edit time, mình kích vào duplicate, chọn cái concrete để mình tạo ra một cái tên mới thôi. Ok, sau đó phần fill region các bạn kích vào đây, các bạn kích vào đây, rồi chúng ta sẽ chọn một cái loại hack mà chúng ta cần. Đây mình chọn concrete bê tông, mình kích ok, mình kích ok. Đó, các bạn thấy nó tạo ra đây, chúng ta tạo ra cái phần bê tông này cho chúng ta. Đấy, các bạn thấy nó rất đơn giản như thế đó. Mình tạo ra cái vùng masking để che đi cái phần cầu thang thật của chúng ta, che đi một phần thôi. Sau đó mình dùng fill region để mình tạo ra một cái chiếu nghỉ hình như thế này, chạy theo cái lớp hoàn thiện này của chúng ta, bậc thang đó. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần này để các bạn che lấp hoặc là tạo hack cho cái mô hình, cho cái bản vẽ của các bạn. Ok, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.